Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, kết thúc quý 1 năm 2018, xuất khẩu rau quả của cả nước ước đạt 970,09 triệu đô la Mỹ, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả vượt qua dầu thô. Câu chuyện tăng trưởng của mặt hàng này đã mở ra triển vọng mới cho ngành nông sản của Việt Nam. Theo các chuyên gia đầu ngành, tới năm 2030, xuất khẩu rau quả sẽ đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Từ thực tiễn để đạt được mục tiêu này, ngành rau quả đang đối mặt với nhiều thời cơ và thách thức nào? Tất cả những nội dung này chúng tôi sẽ phân tích, bình luận và gợi mở trong chuyên đề ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận về tình hình xuất khẩu rau quả của những tháng đầu năm nay. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quý 1 năm 2018, các mặt hàng rau quả xuất khẩu ước đạt 970,09 triệu đô la Mỹ, tăng trên 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mặt hàng quả đạt 752 triệu đô la Mỹ, tăng 27%, còn lại là rau 98 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng khác 84 triệu đô la Mỹ, tăng 14%. Với kim ngạch xuất khẩu này, rau quả đã trở thành mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, vượt xa so với sản phẩm xuất khẩu chủ lực như gạo là 669 triệu đô la Mỹ, dầu thô là 520,72 triệu đô la Mỹ. Về vấn đề xuất khẩu rau quả của Việt Nam chúng ta, 3 cái tháng trong 2018 ấy, thì chúng ta thấy rất khả thi, rất triển vọng. Mới chỉ có 3 tháng thôi mà đã xấp xỉ 2 tỷ đô rồi. Đấy là một cái đà của cái năm 2017 ấy, là chúng ta ngành rau quả của Việt Nam xuất được 3,45 tỷ vượt với cái xuất khẩu gạo. Được xem là mặt hàng xuất khẩu non trẻ mới phát triển trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng rau quả đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Nếu như quý 1 năm 2015, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 274 triệu đô la Mỹ thì đến hết quý 1 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 970,09 triệu đô la Mỹ, tăng trên 350%. Để có được thành tích vượt bậc như vậy, rau quả Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để xâm nhập vào những thị trường khó tính như xoài, vú sữa vào thị trường Mỹ, thanh long vào thị trường Úc và mới đây nhất là chôm chôm vào New Zealand. Đến nay, rau quả Việt Nam đã có mặt tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại các thị trường, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thị trường Trung Quốc là 727 triệu đô la Mỹ, tăng 42%, tiếp đến là Hoa Kỳ gần 29 triệu đô la Mỹ, tăng 19%, tại Nhật Bản 28,5 triệu đô la Mỹ, tăng 26,8%, Hàn Quốc 24 triệu đô la Mỹ, tăng 8,7%. Thái Lan 18,1 triệu đô la Mỹ, tăng 23,8%. Cả 10 cái thị trường lớn nhất của Việt Nam thì đều có sự tăng trưởng đều ở cả 10 thị trường, và trong đó đặc biệt là 4 cái thị trường Trung Quốc, thị trường Mỹ, Nhật và một số thị trường mới thì đều có cái tốc độ tăng trưởng tăng. 6 cái loại trái cây mà đã mở cửa được vào những cái thị trường khó tính trong thời gian vừa qua, ví dụ như là thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, xoài và vú sữa vào những cái thị trường khó tính như là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, Úc và Đài Loan, Chile. Điều này đã cho chúng tôi thấy rằng thì là cái hoa quả, cái xuất khẩu của hoa quả nói chung của Việt Nam thì có cái chiều hướng tốt. Thị trường năm nay là khá tốt cho cái xuất khẩu trái cây. Đơn cử là chúng ta có những một số mặt hàng mới đã được vào những thị trường khó tính. Sản lượng của từng năm nó tăng lên rất là vượt bậc. Đó là nhờ sự là cái phối hợp nhịp nhàng của doanh nghiệp, với người nông dân, với lại các cấp chính quyền. Theo các chuyên gia, với tốc độ tăng trưởng 40% trên một năm, rau quả sẽ là ngành hàng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ để trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn. Do đó, nếu các doanh nghiệp khai thác tốt những tiềm năng này, rau quả sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. Mặc dù xuất khẩu rau quả đang có nhiều tiềm năng lớn, song theo các chuyên gia, nhóm ngành hàng này của Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích tiếp theo của chúng tôi. Với đà tăng trưởng vượt trội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành rau quả sẽ xuất khẩu khoảng 7 tỷ đô la Mỹ.
Kỳ vọng của Bộ dựa trên cơ sở thị trường rau quả toàn cầu có thể tăng trưởng 8% trong giai đoạn 2017-2020. Các quốc gia đang tăng cường tiêu thụ trái cây nhiệt đới, trái mùa, hữu cơ. Trong khi đó, xuất khẩu rau quả của Việt Nam mới chỉ chiếm 1,2% thị trường thế giới, còn tới hơn 98% thị phần chúng ta chưa khai thác được. Nhưng xét về thị trường thì chúng ta mới chiếm được có 1,2% so với thị trường thế giới, tức là còn hơn 98% cái thị phần về của thế giới. Chúng ta có lợi thế là nước chúng ta dài, nên chúng ta là tuy là nước nhiệt đới nhưng mà chúng ta có rau nhiệt đới, có rau bán nhiệt đới, và ở chỗ cao nguyên Mộc Châu cũng như Đà Lạt chúng ta còn vẫn có thể trồng được một số loại rau ôn đới nữa. Trong khi đó, hiện nước ta có khoảng 1.000 hecta sản xuất rau quả với năng suất khoảng 17 triệu tấn trên một năm, được xem là thị trường lớn trong việc cung ứng rau quả ra thế giới. Thế nhưng rau quả vẫn chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trong nước, và một lượng nhỏ xuất khẩu thì chủ yếu là xuất sang Trung Quốc, chiếm 3/4 kim ngạch, và các nước châu Á thông qua đường tiểu ngạch. Với các thị trường lớn và bền vững như châu Âu, Trung Đông, chúng ta vẫn chưa khai thác được. Chính vì vậy mà dù nhu cầu thị trường lớn, nhưng hàng năm lượng sản xuất trong nước vẫn rơi vào tình cảnh giá rẻ mạt hoặc nông dân đổ bỏ. Nếu khai thác tốt những thị trường còn bỏ ngỏ, thì giấc mơ xuất khẩu đạt 7 tỷ đô la Mỹ là không quá khó khăn. Chúng ta còn mênh mông. Chúng ta mới vừa rồi tuy là xuất khẩu cái rau quả này, tính ra số quốc gia thì đến gần 70% quốc gia rồi, 70 quốc gia rồi. Nhưng mà xem lại đấy, thì cái sản lượng vẫn nặng về châu Á. Như vậy cho thấy cái tiềm năng xuất khẩu của rau quả chúng ta còn mênh mông lắm. Thế nhưng theo người trong ngành, giấc mơ xuất khẩu 7 tỷ đô la Mỹ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tưởng dễ lại không hề dễ dàng. Bởi tiêu chuẩn nhập khẩu của các thị trường ngày càng khắt khe hơn, và để mở cửa thị trường phải giải quyết hai rào cản, chính là kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với những sản phẩm rau củ quả. Trong khi đó, thực hiện được điều này là khó khăn bởi nhiều nguyên nhân. Chúng ta có những vùng đất không sạch vì chiến tranh. Chính yếu tố chiến tranh cũng là một yếu tố làm cho người ta nghi ngại cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta. Yếu tố chiến tranh có nghĩa là những vùng đất bị giải chất độc khai hoang, dioxin. Mặc dù chúng ta đang tích cực làm nhưng mà nhiều cái nước khác, doanh nghiệp của nước khác họ vẫn nghi ngại là phần nào đó chúng ta vẫn bị ảnh hưởng. Chúng ta muốn đẩy mạnh được cái việc xuất khẩu mà để cho doanh nghiệp tự tin cái sản phẩm xuất khẩu là chúng ta phải kiểm soát được những cái dịch hại, những cái dư lượng thuốc đó, để khi qua bên đó là cái rủi ro của doanh nghiệp sẽ giảm đi. Nó chỉ có rủi ro từ thị trường thôi chứ không phải rủi ro về cái những cái dịch hại, những cái dư lượng nó dẫn tới cái việc mà phải hủy hàng, trả hàng. Chẳng những thế, để rau quả xuất khẩu được sang thị trường EU, bắt buộc sản phẩm phải có chứng nhận Global Gap, quy trình sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn quốc tế. Với sản phẩm chất lượng tốt, bắt buộc áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất với chi phí đắt đỏ. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, sản xuất manh mún, nguồn vốn và công nghệ thấp nên khó có thể đáp ứng được. Ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm rau quả tươi còn gặp nhiều rào cản trong khâu vận chuyển. Để đảm bảo chất lượng, các doanh nghiệp phải vận chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, chi phí này vô cùng đắt đỏ. Còn nếu vận chuyển bằng đường biển thì thời gian vận chuyển dài. Vì vậy, khi đến nơi, chất lượng lại không đảm bảo. Một trái cây nếu muốn đưa vào được thị trường Trung Đông chẳng hạn, thì ít nhất chúng ta phải có giữ tươi được trái cây đó khoảng 30 đến 45 ngày giữ tươi được. Mà việc giữ tươi sản phẩm tươi, sản phẩm nông nghiệp tươi trong 30 đến 45 ngày là một việc cực kỳ khó. Cực kỳ khó, nhất là trong cái quá trình vận chuyển. Hàng xuất khẩu có tới 80% chưa xây dựng được thương hiệu, nhãn mác, tổ chức cung ứng cũng như nguồn nguyên liệu chưa có sự ổn định, cũng là bất lợi lớn của rau quả Việt. Theo các chuyên gia, thâm nhập được vào thị trường đã khó, giữ được thị trường còn khó hơn. Do đó, để phát triển ngành rau quả còn phải vượt qua nhiều thách thức. Vâng, thưa quý vị, để giải quyết những khó khăn vừa nêu, đòi hỏi phải có sự hợp tác của các ngành chức năng, doanh nghiệp, nhà khoa học và người nông dân. Cụ thể thì sự hợp tác phải dựa trên cơ sở nào? Mời quý vị cùng tiếp tục đến với những ghi nhận ngay sau đây. Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu 7 tỷ đô la Mỹ, trong thời gian tới, ngành rau quả cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường sản xuất nhiều sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ để thâm nhập sâu hơn vào các thị trường khó tính, nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Vẫn là một vấn đề chất lượng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng ta vẫn cần phải có những cái sự cải thiện nhiều hơn nữa để
có cái sản xuất hàng hóa đồng nhất, ổn định, chất lượng tốt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là cái mà vẫn là một cái chiều hướng phát triển để mà dần dần chúng ta đạt chuẩn, không phải chỉ cho hàng xuất khẩu đi thị trường khó tính mà cả thị trường bình thường và kể cả cái tiêu thụ nội địa cũng theo cái hướng dần dần đáp ứng chuẩn khu vực và chuẩn thế giới. Là chúng ta phải thiết chặt cái tổ chức sản xuất. Tổ chức sản xuất đây bao gồm là chúng ta phải có những vùng nguyên liệu lớn, chúng ta phải có cơ cấu cái loại rau trái phù hợp, chúng ta phải cần có những quy trình canh tác để nó sạch, nó an toàn và nâng cao chất lượng. Thứ ba nữa là chúng ta phải có cơ sở, phải có quy trình chế biến, bảo quản, đóng gói, nó đáp ứng được người ta. Và hai nữa, phải xúc tiến thương mại. Chúng ta phải biết đến những cái mà người ta cần, chứ không phải là chúng ta chào những cái mà chúng ta có. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị sản phẩm cũng như giải quyết bài toán về bảo quản sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng sáng rau chiều rác, nhiều chuyên gia cũng cho rằng ngoài xuất khẩu dưới dạng quả tươi, các doanh nghiệp cần phải đầu tư khoa học công nghệ, chuyển sang sản phẩm đóng hộp, nước ép, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nước nhập khẩu. Vì vậy, để giải quyết cái bài toán khó khăn trong bảo quản, khó khăn trong vận chuyển và vượt qua được các ngưỡng kỹ thuật của nước ra nước khác, thì chúng ta cần phải tổ chức sản xuất, chế biến sâu nông nghiệp, sản phẩm dạng sấy, sản phẩm dạng nước và sản phẩm dạng bột. Bên cạnh những thay đổi tích cực từ doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp căn cơ để hỗ trợ như tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất theo chuỗi phải gắn giữa vùng nguyên liệu với công tác chế biến, song song với đó là hoạt động xúc tiến thương mại. Lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta vẫn là một cái lĩnh vực mà quy mô sản xuất hộ vẫn là chính. Vì vậy, cái việc tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn. Về phía phòng thương mại công nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cũng có những cái liên kết cũng như là cũng có những cái hợp tác để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu, để liên kết cái chuỗi xuất khẩu, chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp. Ví dụ như là chúng tôi cũng có kết hợp với cả cái tổ chức thương mại thế giới ITC, hay là kết hợp với cả một số công ty để có những cái để phổ cập những cái thông lệ hoặc là những cái áp dụng để làm sao mà cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đạt những cái tiêu chuẩn quốc tế. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp căn cơ trên sẽ giúp ngành rau quả phát triển bền vững và sớm đạt được mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đến đây thì chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website bitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính BITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.